Sáng nay tại Đà Nẵng, Trung tâm Khuyến công Quốc gia tổ chức diễn đàn Khuyến nông, Nông nghiệp năm 2020 với chủ đề Giải pháp thúc đẩy ứng dụng mạ khay, máy cấy trong sản xuất lúa. Diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành chuyên trách thành phố cùng hàng chục chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nông nghiệp. Theo đề dẫn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, tuy mức độ cơ giới hóa của nông nghiệp cả nước đã ở mức cao, nhưng chỉ tập trung ở một số khâu canh tác. Trong đó có gieo cấy, một trong những khâu quan trọng nhất, vẫn ở mức rất thấp. Với 7 báo cáo chuyên môn tại diễn đàn, là nơi để các chuyên gia, nông dân và chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp tại các tỉnh thành miền Trung trao đổi về các giải pháp mở rộng ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, đặc biệt là khâu gieo cấy. Đề xuất những giải pháp về kỹ thuật, cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ nông dân đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ dịch vụ cơ giới hóa hoạt động có hiệu quả và bền vững, mở rộng diện tích ứng dụng mạ khay, cấy máy vào sản xuất lúa. Đây cũng là dịp để các đại biểu giới thiệu các mô hình đã được vận dụng hiệu quả tại miền Trung, từ đó rút kinh nghiệm cho định hướng cơ giới hóa thời gian tới.